Cà phê được ưa chuộng nhờ khả năng giúp cơ thể tỉnh táo, nâng cao hiệu suất làm việc trong ngày. Tuy nhiên, bạn cần sử dụng thức uống này đúng thời điểm để tốt cho cơ thể. Thứ nhất, giữa buổi sáng, nhiều người có thói quen bắt đầu ngày mới bằng một ly cà phê ngay sau khi thức dậy. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng bạn nên lùi thời điểm uống cà phê đến giữa buổi sáng, bởi trong cà phê chứa caffeine, một chất kích thích tự nhiên có thể làm tăng nồng độ cortisol, hormone căng thẳng trong cơ thể. Nồng độ hormone cortisol thường tăng cao vào khoảng 30 đến 45 phút sau khi bạn thức dậy, giúp đem lại cảm giác tỉnh táo tự nhiên vào khung giờ này. Do đó, uống cà phê vào lúc này thực sự không cần thiết. Bạn nên uống vào khoảng từ 9 đến 11 giờ. Thứ hai, trước khi tập thể dục 30 phút. Uống cà phê trước khi tập thể dục là biện pháp đơn giản để cung cấp năng lượng, cải thiện khả năng tập trung và phối hợp khi tập luyện. Cà phê còn có thể giúp giảm cơn đau cơ bắp sau buổi tập. Thứ ba, sau khi bị mất ngủ. Nếu bạn bị mất ngủ cả đêm và cần tập trung học tập, làm việc vào buổi sáng hôm sau, hãy thử uống cà phê. 1 đến 2 tách cà phê lúc này sẽ giúp bạn đạt được trạng thái tỉnh táo, như thể bạn đã có một đêm ngon giấc. Lưu ý, đây chỉ là giải pháp tạm thời và không nên lạm dụng thường xuyên. Không uống cà phê trong hoặc ngay sau bữa ăn, bởi uống cà phê khi dạ dày rỗng cũng ảnh hưởng tiêu cực đến nồng độ cortisol và đường huyết. Bên cạnh khả năng giữ tỉnh táo, cà phê có tác dụng phụ là gây mất ngủ. Để đảm bảo giấc ngủ ngon vào buổi tối, nên hạn chế uống cà phê quá muộn. Người nhạy cảm với caffeine không nên sử dụng thức uống chứa caffeine sau buổi trưa. Vậy, uống cà phê bao nhiêu là đủ? Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA khuyến cáo không nên sử dụng quá 400mg caffeine mỗi ngày, tương đương với khoảng 4 đến 5 tách cà phê, mỗi tách 240ml. Những người nhạy cảm với caffeine nên hạn chế hoặc loại bỏ hoàn toàn cà phê khỏi chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Uống quá nhiều cà phê có thể khiến nồng độ cortisol tăng cao, dẫn tới một số triệu chứng say cà phê như cảm giác lo âu không rõ nguyên nhân, mất ngủ, bồn chồn.